Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở trong cái bản cập nhật lần này là Natalia mới được tăng sức mạnh và làm lại gần như toàn bộ bộ kỹ năng của mình anh em ạ. Anh em nhìn Nata đây nhá. Này anh em nhìn này, nội tại kìa, sát thương chí mạng gốc được tăng lên thêm 10% kìa, sát thương đòn đánh thường cũng được tăng này, chiêu một tăng rất nhiều đam ở giai đoạn đầu game và cuối game luôn, tăng gần 70 đam, 65 đam. Rồi thì chiêu 2 nhá, bỏ hiệu ứng làm điều chỉnh hiệu ứng làm chậm, tăng hiệu ứng làm chậm, xóa hiệu ứng tốc đánh nhưng vẫn còn tỷ lệ chí mạng anh em nhá. Và đặc biệt là chiêu cuối anh em nhìn này, auto tăng 15-45% tỷ lệ chí mạng. Ui, tức là cuối game Natalia auto có 45% tỷ lệ chí mạng anh em ạ. Và theo như tôi nhớ không nhầm thì set đồ của Nata cũng đã có sự thay đổi. Anh em nhìn ông streamer Yifan này anh em nhá. Anh em nhìn này, Nata đi rừng, trang bị dòng hồi chiêu và chí mạng mới, hạ mục tiêu ít nhất hai đòn đánh thường là xong một mục tiêu ít HP rồi anh em ạ. Ui, đấy nhá, set đồ này anh em nhìn này, có thương thần long này. Đấy, endgame bằng gươm tuyệt vọng này. Và bảng ngọc là bảng ngọc gì? Bảng ngọc sát thủ này, điểm tài năng chí mạng này, khắc tinh ba chủng đi rừng nhanh hơn này, và cua hỏa xung bái. Trời thôi, y hệt set trang bị và đồ này luôn nhá. Ok, một tình huống gọi là tôi đứng ở trong bụi. Úi dồi ôi, mồi ngon, mồi ngon, mồi ngon. Đứng trong bụi bây giờ 1 giây là tàng hình rồi. À đâu, ẩn thân, mỡ nhầm, ẩn thân. Và bắt đầu cào, kích súng bái, đứng ở trong 1 giây. Tiếp tục, lao vào cào. Úi dồi ôi, xịn sò con bò anh em ơi. Đánh nhau tiếp này. Một tình huống có Tử Long với cả Gatot KK. Mục tiêu của mỡ sẽ là Tử Long. Đánh Tử Long trước nha. Nhưng mà Gatot KK vào xin thế mạng. Trời luôn Gatot anh em ạ. Rơi vào trạng thái chiều cuối này. Cào này Gatot lên bảng điểm số. Tiếp đấy là Tổng Lư. Bây giờ chạy thì bạn đã muộn rồi bạn ơi. Trời ơi. Ok, về late game thì để xem sao. Đây là late game lần này. Úi dồi ôi. Tôi nghĩ là tầm này hai hit không cần đánh thường đâu anh em ạ. Đường trên có Linh. Linh làm gì đây? Chắc lướt ra đúng không? Có bật kịp chiều cuối không ạ? Không bật kịp chiều cuối đi từ vị trí của Linh. Và một cạo hại. Úi dồi ôi. Quá kinh tởm con Nata mới này anh em ạ. Nó không còn tàng hình nhưng nó rất là khỏe luôn. Và anh em nhìn này, bây giờ đòn đánh thường về lên game auto chí mạng 1.600 đam. Và tỷ lệ chí mạng chơi chơi mỡ còn lên thừa luôn anh em ạ. 105% luôn này. Ôi ôi ôi. Where is my target? Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends để mà đến với Natalia ở mùa giải thứ 29 trên channel của Tô Mỡ. Thì Nata này ở thời điểm hiện tại Mỡ thấy đang được khuyến nghị là nên đi rừng. Và với một cái con Nata đi rừng thì nó sẽ không còn chảm sát. Chắc hẳn chúng ta đều quá quen thuộc với Nata đảo đường chảm sát rồi đúng không anh em? Thì bây giờ Mỡ nghĩ là Natalia hoàn toàn có thể đi rừng tuyệt vời, rất ngon, thậm chí là còn ngon hơn cả đảo đường chảm sát nữa cơ. Bởi vì với sự kết hợp đến từ cái bảng ngọc mới có cho mình đó là điểm tài năng khắc tinh ma chủng thì bây giờ Natalia farm rừng là rất nhanh. Bên cạnh đó Natalia cũng đã có được những cái chỉnh sửa mà Mỡ nghĩ là Mỡ sẽ để toàn bộ những cái chỉnh sửa đấy ở đầu video clip cho anh em xem. Đầu tiên anh em có thể nhìn thấy rất dễ dàng, đứng ở trong bụi 1 giây là rơi vào trạng thái ẩn thân. Xin được nhắc lại với anh em là rơi vào trạng thái ẩn thân chứ không phải là rơi vào trạng thái tăng hình anh em nhá. Bởi vì kẻ địch từ xa đã thấy được chúng ta lờ mờ rồi. Đấy, nhưng mà bù lại thì Natalia nó sẽ không cần phải gọi là đứng bên ngoài bụi tối đa là 5 giây nữa, mà nó chỉ cần gọi là ẩn thân, đi vào trong bụi ẩn thân 1 giây thôi. Sau đó Natalia nó thích đứng đâu cũng được, bởi vì nó sẽ rơi vào trạng thái ẩn thân vĩnh viễn. Anh em hiểu không ạ? Đó, chiêu 1 bên cạnh đó ấy, là những cái cú vồ của Natalia bây giờ nó là rất đau, bởi vì nó được cường hóa thêm đến từ cái lần cập nhật lần này của Mutun. Đấy, chiêu 1 của Natalia thì cào đau hơn. Anh em có thể nhìn thấy ngay từ giai đoạn đầu game mỡ cào quái rừng này rất đau. Được chưa ạ? Chiêu 2 của Nata cũng đã có được cái sự thay đổi anh em nhá. Nó sẽ không còn tăng tốc đánh cho Nata nữa, nhưng mà nó tăng cái thời gian làm chậm và kèm theo đó là vẫn có tỷ lệ chí mạng auto 100% khi mà Nata dựng bom khói. Nếu như mỡ nhớ không nhầm là như vậy. Còn nếu như mà mỡ nhầm thì chắc là có lẽ là mỡ sẽ anh em chỉnh lại, anh em để lại comment bên dưới video clip này cho mỡ biết nhá. Và chiêu cuối của Nata nó có thêm một cái chỉ số rất là thú vị, đó chính là nó auto tăng từ 14% đến 15% đến 45% tỷ lệ chí mạng. Điều đó có nghĩa là gì? Nata nó chỉ cần thêm 1-2 món đồ nữa thôi là nó đã có thể có được gần 100% tỷ lệ chí mạng rồi. Anh em hiểu không ạ? 100% tỷ lệ chí mạng với Nata mới đều nó cao cực kỳ là thốn luôn. Đấy, nhưng mà cái con Nata mới này để mà đánh đổi lại với rất nhiều đam là như vậy
thì nó phải có một cái luật bù trừ để cho một vị tướng nó có thể cân bằng được, đó chính là bây giờ Nata nó sẽ không còn tàng hình nữa. Bây giờ nhá, là chúng ta lao ra là chúng ta vồ vào kẻ địch luôn, chứ chúng ta đừng có vờn. Bởi vì trên đầu của kẻ địch là bây giờ nó sẽ không hiện dấu chấm than lên nữa, hình như là như vậy. Đấy, nhưng bù lại là nó thấy chúng ta ngay. Anh em hiểu không ạ? Đấy là cái điều mà anh em cần phải lưu ý. Và khi Nata rơi vào trạng thái ẩn thân như thế này thì nó rất dễ bị gây sát thương đến từ những cái kỹ năng phạm vi. Đấy, còn những cái kỹ năng chọn mục tiêu như kiểu của Tử Long thì không đánh được Nata như mọi khi thôi anh em ạ. Rồi, mục tiêu của mỡ là em Hanabi. Đấy rồi, chờ lâu, đứng trong bụi 1 giây là có rồi. Tiếp đến là cái vị tướng ở đây là Veil, Veil này. Veil vì chúng tôi, Veil vì chúng tôi này. Ba mạng đầu game đến từ vị trí của top mỡ. Và tiếp đến đứng ở trong bụi 1 giây lại rơi vào trạng thái ẩn thân. Mục tiêu của mỡ ở đây sẽ là Tổng Lư. Một cào đến từ vị trí của top mỡ dựng bom khói ra và đang cào lấy cào để. Nhưng mục tiêu của mỡ đã đổi bởi vì Gatot Kaka khiêu khích. Và sau đó Gatot lên bảng điểm số mạng của Franco. Và ở đây thì chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Áp đảo đối phương mạng thứ tư đến từ top mỡ. Và Linh, Linh làm gì đây? Linh tham à? Linh tham à? Chắc chưa Linh. Mỡ xin con này mỡ hồi chiều cuối nha. À Linh, Linh vẫn tham anh em. Linh vẫn tham này, Linh vẫn tham này, Linh vẫn tham này. Đột máu quá kinh khủng đến từ Natalia. Nhưng ở đây là mỡ phải lên bản điểm số mất rồi. Bởi vì một lý do rất là đơn giản là mỡ đã dùng hết đi cho mình toàn bộ skill để đi đánh nhau rồi. Ôi, bây giờ anh em nên lưu ý là những cái người chơi đi rừng bây giờ rất là quan trọng. Bởi vì ở trong cái bản cập nhật 1.8.08 vừa xong ấy, thì cái con rùa nó đã được cộng thêm 12,5% lượng kinh nghiệm toàn bản đồ. Vì thế cho nên anh em ăn rùa càng nhanh thì những người đồng đội của anh em trên toàn bản đồ nó lên level càng nhanh. Anh em hiểu không ạ? Cho nên là cái con rùa bây giờ là chúng ta là rất cần phải gọi là ưu tiên để mà ăn. Thậm chí nó còn ưu tiên hơn cả những cái tình huống tham gia giao tranh cơ. Anh em cần phải lưu ý là điều đó. Và ở đây là có đó là cái vị tướng Hanabi. Một cào, hai cào, kích sung bái. Và như vậy là Nata sẽ lên bảng điểm số ở trong cái... Hanabi sẽ lên bảng điểm số ở trong cái tình huống này. KDA của mỡ thời điểm hiện tại đang là 6-1-1 rồi. Và Tử Long, một cào và hai cào kèm theo đó là trừng phạt. Tử Long bay màu luôn. Linh làm gì đây? Linh bị áp chế đến từ đó là Franco một lượt. Và đó là mạng thứ 7 rồi. Ui, cái con Natalia đầu game đi đánh nhau năng suất anh em nhờ. Nó đi đánh nhau, nó đảo đường, nó đi cào, có thể nói là quá kinh khủng đến từ cái vị tướng sát thủ này. Và cá nhân mỡ cho rằng nếu như mà chúng ta so sánh cái lượng sát thương ở thời điểm hiện tại so với cái lượng sát thương trước cái bản cập nhật lần này này, thì rõ ràng con Nata này nó mạnh hơn hẳn. Mạnh hơn hẳn anh em ạ. Nhưng mà chỉ có điều đó là nó mất đi cho mình đó là cái bản sắc tăng hình của cái vị tướng sát thủ này mà thôi. Đấy, bây giờ anh em thử đặt lên bàn cân so sánh nhá. Một cái con Nata mất khả năng tăng hình, nhưng bù lại nó có được một tấn sát thương. Thì liệu rằng anh em có đồng ý chấp nhận cái sự thay đổi này không? Đấy, anh em sẽ phải thay đổi về lối chơi, anh em hiểu không ạ? Anh em sẽ phải thay đổi về cái tư duy chơi. Nhưng bù lại sát thương của Nata là rất kinh khủng và có thể chơi được rất tốt ở trong những cái trận đấu rank tầm trung cũng như là rank thấp. Đấy, rank cao thì mỡ nghĩ là có thể chơi được ở thần thoại. Nhưng những trận đấu ở Vinh Quang cũng như là Chí Tôn thì chắc là có lẽ sẽ còn phải tùy vào cái lối chơi. Bởi vì Nata đi rừng ở thời điểm hiện tại mỡ khẳng định với anh em là chắc chắn không thể phổ biến được ở trên những cái rank cao. Đấy, nhưng mà rank thấp thì sao? Chắc chắn rank thấp sau khi mà mỡ làm video clip này thì Nata nó sẽ xuất hiện nhan nhản ở vai trò đi rừng. Thậm chí là rank tầm trung. Đấy, còn rank cao thì có lẽ phải chờ vào những anh em tay to, anh em đưa ra được những cái nhận định quan điểm cá nhân của anh em thôi. Và đây Linh này, một cào, hai cào, ui dồi ôi, không kịp kích chiêu cuối, nó cách khác là anh ta không có chiêu cuối. Anh ta ăn trộm cái bùa tím của mỡ và anh ta đã phải trả giá luôn rồi. Mỡ thì không giữ được cái con bùa tím đó, nhưng mà thật ra là bản thân trên người mỡ là đang có bùa tím đấy anh em. Chẳng qua là mỡ đang ở trong trạng thái ẩn thân nên là cái bùa tím nó đang không được kích hoạt thôi. Ok, và sau đó thì mỡ sẽ di chuyển ra để ăn đi cho mình đó là cái con rùa này. Vâng, hai cái món trang bị đầu tiên mà mỡ lên bây giờ nó là cái món trang bị gươm thất hải và kèm theo đó là cái chiến dịu berserker anh em nhá. Chúng ta không còn những cái món trang bị để tăng tốc độ di chuyển kiểu như là cái trảm phong kiếm nữa, bởi vì bây giờ đam những cái món trang bị đấy nó không quá là nhiều. Mà anh em cầm cho mỡ đó là cái gươm thất hải, chiến dịu berserker và kèm theo đó là cái thương thần long. Đấy, đây là mỡ sẽ lên demo giống như là những cái gì mà anh chàng Gifan anh ta lên. Và anh em có thể nhìn thấy, ui số nó đảo được, nó cào rất đau. Nhưng lưu ý là cái thương thần long nó chỉ kích hoạt khi mà Nata dùng chiêu cuối anh em nhé. Tức là anh em dùng nội tại là cái thương thần long nó cũng không kích hoạt đâu. Đó. Rồi, ở đây là có Veil. Veil một cào, hai cào không nói nhiều. Veil lên bảng điểm số một cách cực kỳ lạnh lùng. Và phút thứ 7 mới đã có được mạng thứ 10 rồi. Trận đấu này diễn ra có thể nói là có thể nói là một cái game đấu pha mạng dành cho Natalia. Team bạn ở thời điểm hiện tại đang chỉ có được số mạng nhỏ hơn team mỡ gấp 4 lần. Đó là 4 mạng mà thôi. Trong khi đó thì team mỡ đi đánh nhau rất nhiều. Và 10 mạng trong số 16 mạng mà team mỡ đang có được là của cá nhân mỡ. Bởi vì mỡ cứ lao vào ai là có mạng của người đấy. Nhưng mà được cái là team mỡ đang đánh cũng rất là hay. Đến từ vị trí của Ondert, anh ta đang đấm được ở trong cái trận đấu này. Và anh ta có được cho mình đó là cái double kill ở tình huống vừa xong. Mỡ thì liên tục có được những cái tình huống tăng hình ẩn thân.
đầu tiên mỡ lượn nha. Đấy, không có ai đúng không, mỡ sẽ ăn đi cho mình, đó là cái con này. Và anh em nhìn tỷ lệ chí mạng kìa, ở thời điểm hiện tại gần như là đòn nào cũng đã chí mạng rồi, bởi vì là cái tỷ lệ chí mạng của Nata đến từ cái chiêu cuối của mỡ nó đã được cộng thêm 45%, thêm chiến dịch berserker nó đã trên 60% rồi, anh em hiểu không ạ? Lát nữa cầm thêm cái thương thần long vào và sau đó là cái tỷ lệ chí mạng của nó là gần 100% luôn, khẳng định với anh em luôn. Và ui, những cái cú cào quá đau. Và lên bảng điểm số đến từ vị trí của Hân Bì đứng trong trụ cũng không yên, đó chính là xạ thủ bên phía của team bạn. Và ui ôi, tầm này mỡ đi tìm cái thương thần long cái, còn khoảng độ tầm 100 vàng ấy, cho mỡ xin con này 49 vàng. Đây, nốt con này là mỡ đã có được cho mình, đó là cái thương thần long rồi. À, ok. Rồi, thương thần long đã cầm. Và bây giờ chúng ta đã có được một cái con Natalia gần 100% tỷ lệ chí mạng. Và bây giờ anh em nhìn này, đòn đánh nào của nó cũng auto chí mạng luôn, không nói nhiều. Và ở đứng giữa đang có đánh nhau, mỡ đứng trong bụi chỉ cần 1 giây thôi là tàng hình rồi. Và mỡ đang gọi là quan sát team bạn xem tụi nó di chuyển như thế nào anh em nhá. Ở đây là có hai người đang truy đuổi Franco này, hai người thì đang đứng ở trong trụ này. Veil sẽ là cái mục tiêu mà mỡ được chọn, bởi vì Veil nó không có khả năng kháng cự khi mà nó đã bị cầm lại. Xôi, kích thương thần long chạy ra rất nhanh. Và sau đó là mỡ sẽ tiếp tục gọi là đi farm quái rừng để mà hồi lại stack đến từ cái chiêu cuối. Bởi vì cái chiêu cuối á, nó sẽ có một cái tác dụng rất là hay, đó chính là khi mà anh em hạ quái rừng ý, thì nó sẽ hồi lại stack, hồi lại một nửa stack chiêu cuối. Và anh em nhìn mỡ chiêu linh này. Ui ôi, con tử long này thao tác tay nó nhanh quá nhỉ anh em nhỉ. Thao tác tay của con tử long là rất nhanh, nhưng mà tử long cuối cùng nó cũng đã chạy được rồi. Trong khi đó thì team mỡ bắn tùm lum, đấm tùm lum, chỉ hạ cũng đi được duy nhất một người mà thôi. Ok, mỡ đã hồi sinh lại. Trận đấu này mỡ đã phải lên bàn điểm số lần thứ hai. Linh, ui rồi ôi, Linh là mục tiêu. Hai cào không nói nhiều anh em ơi. Gatot mở phản kích ra để đối đầu với cả Moscow, nhưng Moscow hồi máu lại là quá nhiều. Gatot chưa kịp nhảy ulti đã là đi bụi đến từ người chơi đỡ đỏ bên phía của team bạn rồi. Và team bạn thời điểm hiện tại là đang cách biệt team mỡ gần gấp 5 lần mạng hạ của anh em ạ. Đấy, mỡ team mỡ đã có được 31 mạng rồi, mà team bạn mới chỉ có vỏn vẹn 7 mạng mà thôi. Trung bình team bạn cứ ăn được một mạng là team mỡ lại ăn được khoảng tầm 2-3 mạng. Ui dồi ôi, tầm này còn ai nữa không ạ? Có lẽ ở đường dưới chúng ta sẽ cùng chờ xem có đứa nào xuống đép không để mà chúng ta ra cào. Chứ bây giờ đừng lộ diện anh em nha, bởi vì xin được nhắc lại với anh em là Nata không còn tàng hình nữa rồi, mà Nata chỉ còn ẩn thân mà thôi. Linh, ôi Linh nhảy thẳng vào cái kéo của con Franco và Linh đi bụi mạng thứ 32 của team mỡ. Và cái ẩn thân của con Natalia mỡ thấy có một cái điểm nó cũng khá là ưu thế nhá, đấy chính là ở trong những cái tình huống mà ép nhà như thế này này, là nó không cần phải đứng ở trong bụi, nó chỉ cần gọi là đứng ở một cái khoảng nhất định để cái địch không phát hiện ra là được. Đấy rồi, ôi Tử Long trong mỡ à, Tử Long trong mỡ kinh đấy, mở phần chân kinh đấy, nhưng sát thương của mỡ là quá to. Tử Long lên bảng điểm số đứng ở trong bụi 1 giây và sau đó 1 nhảy 2 nhảy. Ui rồi ôi, thế thì chơi bời cái lồng nách gì nữa, chơi bời cái khỉ khô gì nữa. Những cái vị tướng mỏng cơm, đúng là gặp phải Natalia đúng là đêm về mơ thấy ác mộng anh em ạ. Cái con Veil với cả cái con Linh với cả cái con Hân Bi với cả thằng Tử Long là đêm về phải mơ mấy chục con Nata anh em ơi. Rồi và ở đây thì Linh đang muốn có được mạng của đó là Nana. Ui mỡ lao vào định câm lặng Linh, nhưng Linh nhanh tay dùng chiêu cuối và anh ta đào thoát khỏi cái sự nguy hiểm ở trong tình huống vừa xong. Gatot thì đang mở phản kích lên đuổi mỡ, nhưng vấn đề ở đây là Gatot đuổi mỡ thì đằng sau có ôn đất và đó là cái vị tướng Franco. Và như vậy là Linh lên bảng điểm số rồi. Vâng, trận đấu này nó đã cách biệt lên đến hơn 4 lần rồi, như anh em có thể đang nhìn thấy. Bây giờ thì chúng ta vẫn đang chưa end game được anh em ạ. Team bạn vẫn còn 2 trụ để mà thủ. Và team mỡ thì cũng vừa mới ăn đi cho xong cho mình đó là cái con lót màu vàng. Đây là cái con lót nó sẽ có được cho mình đó là cái khả năng được cường hóa. Đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là Linh đây rồi. Ui dồi ôi, Linh ơi, ối à, Linh ơi, Linh như này chắc là chán game lắm rồi. Linh đêm nay chắc phải mơ về thấy 30 con Nata anh em ạ. Và ở đây, một tình huống ép trụ đến từ team mỡ. Trận đấu này team bạn có được rất nhiều những vị tướng thủ đường như là Hân Bi với cả Veil, cho nên team mỡ hơi khó vào, không biết đứng đây Linh có thấy không. Ôi Linh không thấy, Linh hiếng rồi. Linh không thấy thì Linh hiếng, và như thế là Linh lên bảng điểm số rồi. Trận đấu này đang kéo dài đến phút thứ 16 và có lẽ rằng là thôi, đến tầm này thì chúng ta end game anh em nhá. Có lẽ là pha mạng ở thời điểm hiện tại là đủ rồi. Anh em cũng đã thấy được rằng cái sức mạnh của cái con Nata này nó đã kinh khủng đến như thế nào rồi đúng không ạ? Đó, và nếu như mà video clip này xong mà mỡ giành được chiến thắng ấy, thì anh em hãy thử vào game để chơi thử con Nata này nhá. Nó được sửa lại rất dễ chơi, khẳng định với anh em một điều là như vậy. Bởi vì đến cái đứa chơi gà như mỡ nó còn chơi Nata được như thế này thì làm gì có chuyện anh em không chơi được đúng không ạ?
Rồi ở đây là đang có các thành viên bên phía của team bạn Vêu tốc tiến lên để làm combo và Vêu hạ gục đi được, đó là vị tướng Nana. Mỡ ở đằng sau, Mỡ đang đứng ở trước vòng vây giữa bốn thành viên nhưng Mỡ vẫn cào được, đó là Vêu. Sau đó kết liễu đi được, đó là cái vị tướng Linh. Hai thành viên đam chủ chốc bên phía của team bạn đã phải lấy bàn đấu số, chỉ còn duy nhất một mình Gatot thôi. Và phía bên này thì có Tử Long đang đi đầy lẻ. Vâng, Tử Long anh ta đang rất nhiệt huyết với những cái cú đẩy của mình. Và Mỡ thì có mặt ở đây, đang đứng ở trong bụi để mà chờ lại cái nội tại hồi. Sau đó Mỡ bắt đầu mới đi ra, nhưng mà ôi, Tử Long thông dòm thành công, đó là cái vị tướng Moscow rồi. Nhưng tuy nhiên thì Mỡ cũng đã kết liễu đi được, đó là Tử Long lót lên, nhưng mà Moscow bay màu như thế này thì chắc là chúng ta vẫn chưa đẩy được đường đâu anh em ạ. Và đặc biệt trong bối cảnh là team bạn còn hai vị tướng, đó chính là cái vị tướng Hanabi và kèm theo Gatot, để nhà với hai con tướng này là hơi khó. Mà Mỡ ở thời điểm hiện tại chỉ còn có Mỡ và Ondert vừa mới ra mà thôi. Vì thế cho nên là Mỡ sẽ để đường trên cho lót đẩy vào, và Mỡ sẽ ra đẩy đường giữa để mà lấy được thêm, đó là cái công trình bên phía của team bạn. Xong, như vậy là xong đường giữa, xong đường trên, còn đường dưới còn tí máu lính đẩy vào, như vậy là cũng xong nốt. Ơ kìa, Franco lại đi tấu 2 rồi. Franco nó lại thể hiện gọi là 1v5 rồi anh em ạ. Rồi, và tiếp tục ở thời điểm hiện tại phút thứ 20, đây là cái con lót cuối cùng ở trong cái trận đấu này rồi. Team tôi vừa mới ăn lót xong là cái thằng Franco nó lại báo anh em ạ, nó lại lên bảng điểm số. Ây da, con Franco lên bảng điểm số thì team Mỡ sẽ ở trong tình huống 4v5, tính thêm một con lót là 5v5. Nhưng mà bù lại thì team bạn hết sạch công trình mất rồi. Chúng ta sẽ cùng xem cái tình huống đẩy cuối cùng này là đẩy như thế nào cho nó chỉnh chu anh em nhá. Nếu ui, Linh cầm giáp bất tử kìa. Gatot KK giáp bất tử kìa, rất nhiều giáp bất tử để tránh những cái tình huống đột tử đến từ vị trí của Mỡ anh em ạ. Kinh quá nhỉ. Ê, Gatot. Gatot nhảy ra rồi mà. Ôi, thôi Gatot ơi. Chết rồi, nó lại cấu đi của Mỡ cả cục máu như thế này thì làm sao mà đánh ta? Để Mỡ đẩy cái đường dưới lên một tí anh em nhá. Đẩy cái đường dưới lên một tí để cho Linh nó vào. Linh có mặt ở đây để xem Linh làm gì. Mỡ anh em nhìn Mỡ trêu Linh này. Linh làm gì? Linh chủ tiền kiểm tra. Linh với chúng tôi. Đây ra đây, này, đặt bom khói cái chán ngay. Chỉ có 500 màu đến từ vị trí của Linh. Và Linh buộc phải lùi về rồi. Mỡ sẽ cần phải, ê Mỡ không về đâu, Mỡ ăn cái con bùa tím này đã để mà tiến hành gọi là hồi máu. Đây rồi, để Mỡ con bùa tím chứ, để Mỡ hồi máu chứ. Rồi, đang có đánh nhau, thôi xong, lót lại bay màu anh em ạ. Nhưng trong khi đó thì Moscow hạ cũng đi được, đó là cái vị tướng Tử Long. Và đó cũng là cái vị tướng Vêu. Ui, nhưng mà Franco kéo được Hanbi ra. Và tiếp đến là team bạn sẽ mất đi thành viên thứ tư. Và đây cũng là cái kết dành cho team bạn khi mà họ đã đem được cái con lót này nhưng họ lại giao tranh thua. Chỉ còn mỗi con Linh mà thôi. Và Linh game này thì phế vật rồi. Chứ đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Natalia mới được sửa lại ở mùa giải thứ 29. Anh em thấy nó mạnh hay yếu thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip này cho Mỡ biết nha. Peace.